Louder. Thế nào được tạ nào chưa? Xin thông báo chưa được con nào. Chưa bắt được con nào à? Cá nổi hết vây rồi này. Tháo lâu chưa? Hả? Từ sáng rồi à? Cho vào trong được ý nào chưa? Con chưa bắt được cá. Ui rồi, đợt này nhiều bao này thì. Cái kia, đi lấy con kia kìa. Ôi rồi, là một con nhảy lên rồi. Anh định bắt tôm với bắt cá. Hả? Cầm điện thoại không? Lấy bao lấy luôn. Đây. Kìa xuống bắt đi. Đang hách rắn phải không? Đang lúc còn vào chơi cái trò kia là mất tiền đấy. Không cho trẻ con động vào máy được. Ê, Hoàng xuống bắt đi. Dở, bây giờ cũng bắt. Đây, đây. Chỗ tùng đầy. Ui, nhiều. Rất là nhiều cá. Uống con chép là 2 cân không? Đấy. Nhà cảnh có cái vợt thì về lấy một cái. Bây giờ thử xuống một phát này, thử xuống một phát xem nó nhảy mà không? Đấy. Ui, con này con chép to nhất rồi. Đấy. Được hàng trọng. Vẫn phải về lấy rộng. Cảnh nó thử xuống cái chỗ đấy xem nó nhảy mâm ra không? Đi. Bắt dần đi. Cạn thùng nước. Cái này lực hơn đấy rồi. Con nào vào đấy lấy vợt, vợt cho bao luôn đúng không? Đấy, chỉ có chép kìa. Lấy vợt. Tí là nó đâm vào chân à? Con kia to nhất à? Ôi giời ơi, kéo mẹ. Thế. Đúng rồi mẹ, hái tay vắt cá mà đéo ăn thua. Lồng ở ngoài hay lồng ở trong? Lồng cho vào trong chứ. Lồng trong lồng trong cái bao đỏ ấy.
Đấy lồng vào trong lấy nước vào. Đi lấy nước sạch cái nước này. Nước sạch đâu? Ôi một con rụng đen kìa. Tí bật đó, bật đó. Kìa kìa. Cho đi nước vào bắt vào luôn. Đấy, bắt cho vào luôn đấy còn gì nữa. Đây, ôi giời, đuôi đuôi đuôi, ôi giời. Đằng này chỉ riêng có to thôi. Đón đầu. Đón đầu ấy. Đó đơn giản đâu. Hất lên. Ôi giời. Đây, ôi giời. Ôi được, được. Bắt con vào cái bùn. Lấy bùn cả bùn vào bẩn lắm. Tí nó vào mang là chết hết. Đi, con của con đi. Cả bùn nó nặng. Tí bùn vào mang là chết hết. Đây. Ôi giời. Bắt sách kéo đi. Ôi. Thế không xuống không, không nhà anh trưởng không có vợt à? Đây, bắt được ngoài này này, Long, đây cái này. Đây. Đừng đón đầu chứ mà đi. Đón đầu ra đuổi. Mày một tay. Tay nhanh hơn. Có cái áo uối ra ngoài đâu. Nước bẩn hết áo. Trắng rồi. Đấy. Một tay cầm vợt. Long dưới nước đi cho nó. Uống chảy ra xe lắm. Tăng tí đi. Cái vượt đâu rồi. Đấy, rồi. Đi ra ngoài đấy. Một con đằng sau kia, xuống kia. Cái lên cái đây, cái đấy. Đấy, đấy. Đấy, đấy. Đấy, đấy. Quân mà chuyên bắt ở đấy thôi. Ở chỗ đây rồi. Cặn rồi. Ôi dồi, cái thằng Hoàng cái bao đấy này, toàn nước thì nhiều nước quá, không cần nhiều nước nữa. Đây à? Nãy giờ có nhiều nước nữa. Có rồi, tới đây cả mình. Bài lại đi, đâu để nên. Mình đặt vào đầu, đấy, đặt vào đầu trước. Ui. Đặt vào trước đầu nữa chứ. Giờ một tay cầm. Đằng sau đây. Chụp vào lên. Đấy lại đặt con khác rồi, hai con một đi. Đấy ba con kìa, có cái bàn kìa. Đây. Đây
cả nghe toàn tìm bắt cá chép à? Đấy, đúng rồi. Mang cho anh Hoàng kia. Thôi ba con được rồi. Thấy con đỏ kìa. Con chỉ dâm chân thôi. Ôi giời, đây này, đây này. Ôi giời, nó dồn cầu lấy ít nước rồi, về đây bắt con này. Đây mấy con bé trong này luôn. Con lấy như con to vậy à? Để bé đi, để bé ăn đây đi. Đi đâu rồi? Lấy cái kia mấy con à? Lấy con bé đi đấy. Ôi giời, một con này lên tầng kia rồi. Đang ở ngoài kia một con nữa. Vứt thì, mày vứt thế thì tí nó cắm lại xuống bùn để mà nhặt theo theo thấy. Nó lên thì lên à. Thế này nó được nhiều cảnh chứ. Kìa, Hoàng nó vào cái góc trong kia đấy rồi. Chép đỏ à? Con này có tên luôn đây không? Ờ, này nó tao được ghi đâu. Đâu? Con này mới đẹp. Sau một tiếng là đã hết. Nãy quay lúc con quần nó đang ngủ cả. Lượt như thế. Cái này giờ bừa phát là tới luôn rồi nhỉ. Chắc cái đó thì lú lắm ý. Con tên cày. Đã hết cá. Ờ, mình về ngay thì là có gì. Chú Quân kìa. Quân nhặt đi. Nhặt để bác mang về thả. Thả mà. Không. Được chưa?
Ôi dồi, nhiều nước thế. Thôi, về đây.